theo cho được sự lợi ích. Du ti dầm ti ma dằn khàn tê vi sùm vi sùm ngã kha nát thà ya ti sa nê na sa ha át thằng ga sa nam na ga tăng u bồ sa thằng ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm ti ma dằn khàn tê vi sùm vi sùm ra kha nát thà ya ti sa nê na sa ha ấp thằng ga sa man na ga tăng u bồ sa thằng ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn truyền trao tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Hàng kính lễ thượng tọa Quan Không, đại đức Phước Thành, đại đức Phước Sang cùng chư tôn thiền đức. Xin chào cô tu nữ Như Pháp, xin chào sư Hồng Mai, Thiên Lạc, sư Meta, đạo hữu Hiền Hòa, đạo hữu Lê Tuấn. Quý vị nghe âm thanh rõ không ạ? Alo, 1, 2, 3. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và bắt quan trai giới đến đạo tràng Pháp hội. Bụt đăng sa đăng gạch cha ha mi, con đem anh lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa đăng gạch cha ha mi, con đem anh lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khắc sa đăng gạch cha ha mi, con đem anh lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti âm vi bụt đăng sa đăng gạch cha ha mi, con đem anh lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đô ti âm vị đẩm mong sa nâng ca chá ha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đô ti âm vị sang thắng sa nâng ca chá ha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, Tạ ti âm vị bồ đăng sa nâng ca chá ha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Tạ ti âm vị đấm mong sa nâng ca chê ha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Tạ ti âm vị sang thăng sa nâng ca chê ha mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bụt thăng sa nâng ca chê ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đảm mang sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăn sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti dầm ti bút thăng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đu ti dầm ti tâm mang sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đu ti dầm ti sang khăn sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, Ta ti dầm ti bút thăng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Ta ti dầm ti thầm măng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Ta ti dầm ti sang khăn sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Ti sa rana ca năng ni thi tăng, có quy tâm bảo tròn đủ khi có bấy nhiêu. A ma phạm tê, dạ chúng con xin vâng. Ma na thi ba ta
Về làm mà đi kho bất thân tâm mà dạ mi. Còn xin mời giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinadana Viramani Sikhap Nang Samad Yami. Còn xin mời giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Brahmacharya Viramani Sikhap Nang Samad Yami. Còn xin văn dự điều học là quy tánh xa sự thông dâm mu sa wa da viramani sikha bằng samad ya mi. Còn xin văn dự điều học là quy tánh xa sự nói dối sura me rayama chapama dakhana viramani sikha bằng samad ya mi. Còn xin văn dự điều học là quy tránh xa si về uống rượu và các chất say. Vị ca la phô chát na về ra mình đi si ca bất năng sa ma dạ mi. Còn xin văn dự điều học là quy tránh xa si ăn sái giờ. Nên kệ ghi ta hoa đi ta quy su ca đa sa na ma la gan tha quy lê pa na tha ra na man da na vi phu sa na tha na vê ra ma ni si kha pa na sa ma ya mi. Còn xin văn dự điều học là quy tánh xa sự múa hát thâu càng đờn xem múa hát nghe đờn càng trang điểm tô vật thơm dầu phấn và đeo càng hoa. Un cha sayanamaha sayanam veramani sikhapana samadhyami. Còn xin văn dự điều học là quy tánh xa chỗ nằm ngồi nếu quá cao và xinh đẹp. Panatipata veramani sikhapadang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Appamacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thâm dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Còn xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surane Rayamachappamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Còn xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Quy ca la phô cha na vê ra ma ni sik kha pa đăng sa ma di ya mi. Còn xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nam cha gi ta vi đa wa di ta vi su ka da sa na ma la gan tha vi lê pa na tha ra na mang da na vi phu sa na tha na vê ra ma ni sik kha pa đăng sa ma di ya mi. Còn xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm dồi phấn đeo tràng hoa. Uccha sayana maha sayana vê ra ma ni sik kha pa đăng sa ma di ya mi. Còn xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y măng áp thằng gác xa màn nà gá tăng vút thấp tăng nhá tăng u bồ xa thằng y măng cha rách tình y măng cha đi qua sẵn sàm ma đề qua áp phí rắc khi tùm xa mà đi già mấy. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Thế
ti ma ni a tha chi ta ba tha ni u bo sa ta si la wa se na i man cha ra ting i man cha di wa sang sa thu kang ca tuang a ba ma de na sa ma ra ki ta bang Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi phải ráng quân dự hành theo chứ được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phạm tê, dạ chúng con xin dâng. Sì lê na su pa tin yon ti sì lê na phu ca sam ba da sì lê na ne pu tin yon ti ta ma sì lăng vị số tha ye các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhờ sa thú lành thay tiếp tay con xin học sám hối phần Phật pháp tăng uttamange na vande hằng ta đa tâm sum varuttamang Buddhe yo kalito doso Buddho kamatu tang mamang Uttamang ge na wancha warang Thamme yo kalito doso Thammo kamatu tang mamang Uttamang ge na wande hang Sang thành cha du vi thọt ta măng Sang khe yô kha li tô đô sô Sang khô kha ma tu tăng ma măng Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con dạ con kính lên dâng nức đến ngài Chí Đức xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay xin mời thỉnh ngài. Sirasmime buddhase tho sari buddho chanakhine vam anse mukhalano purato vidakata yang vachime mama anando kina sawa chaturdisa samantam lokabala chinda deva sapramakaye te sang anupave na sabbe phaya upandava neka antaraya pivinasantu vasem Dạ, tôn Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt trái lợi Phật, quay trái kiền liên hầu. Trước mặt là tam tạng, sau lưng A Nan chầu, bốn phương A-la-hán, đế thức lẫn phạm thiên, do oai lực pháp màu. Hồ trì cả năm châu rủi ro và ta hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Phu vệ tu sa pa mang ga lang ga khan du sa pa bồ va ta sa pa bút đá hai nu pha vệ na sa đa so thi phu văn tu tê phu vệ tu sa pa mang ga lang ga khan du sa pa đế va ta sa pa tham ma nu pha vệ na sa đa so thi phu văn tu tê phu vệ tu sa pa mang ga lang ga khan du sa pa đế va ta sa pa sang khá hai nu pha vệ na sa đa so thi Phật hành tu tê tất cả hạnh phúc hằng cầu đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lời thường thường đến người so thắc là thô xuất vị tổ guru nó hô vô tất sa sa ne ro go xuất vị tổ hôi sa tập về nhà tiếp vị sa thắc là than
Sukhita Varunaha Bhutasa Sane Roga Sukhita Hoi Sa Sape Nyati Pite Akalatha Sukhita Varunaha Bhutasa Sane Roga Sukhita Hoi Sa Sape Thị nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú, lành thay, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, những thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, thể làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền tiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ đập giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika Bunyang no alumo dan tu chi rang rat tham tu sa sa nang a ka sat tha cha phum ma tha de wa na ya mahitika Bunyang no alumo dan tu chi rang rat tham tu no garu a ka sat tha cha phum ma tha de wa na ya mahitika Bunyang no alumo dan tu chi rang rat tham tu nya ta yo Akasattha cha phummattha deva naga mahittika Bunyang no anumodam tu chi rang rakkhang chi sám hối. Bunyang no anumodam tu chi rang rakkhang tu pani no akasattha cha phummattha deva naga mahittika Bunyang no anumodam tu chi rang rakkhang tu no sada Yang kinh chi kusala kammang kattabbang kiriyang mamakaye Na vacha manasati dasse sugatang katang Ye satta sanyino appi ye satta asanyino katang punya phalang mayhang sap đề pha ghi pha hoàn tu tề về tăng ca tăng suy đi tăng điên năng buồn nhã pha lặng ma già về cha tát pha na cha nan ti đề hòa gan toa ni về đa dùm sắp đề lô cầm hi về sắp ta chi hoàn ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phô cha năng sắp đề la phàn tu ma ma chê ta sa tí phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cúng trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân bang chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rầy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đăng vô nha y năng hô tú xuất thi ta hôn tu nha ta vô nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh hằng quát ta nô vô nhân a sa quát kha già qua hàng hồ tú do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lành đây hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm y đăng mê vô nhân nhất ta nát sa tất cha vô hồ tú mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Con, dạ, Nam Mô Bụt Thầy.
Mô-tham-ma-giá, Nam-mô-sang-kha-giá một lần nữa. Con kính thành kính tri ân sư trí đức đã truyền trao tam quy và bát quan gia trai giới đến đạo tràng chúng con. Và chúng con rất tri ân chư tôn đức tăng đã quan lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì bát quan trai giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chư phước này đến đạo tràng hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Với phước báo nào phát được xin được phát sanh trí tuệ tu tập tiến đến đạo quả giải thoát. Thời kinh tam bảo và thọ trì quy giới đã hoàn mãn. Dạ con kính dân mít đến ngài trí đức. Xin chư trí đức giảng dạy cho kinh pháp cuốn ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ tôn tổ Quang Không, đại đức Phước Thạnh, đại đức Phước Sang. Kính chào cô tu nữ Như Pháp, kính chào chư thiện nam tiên nữ, sa thú chư không mai. Rất là hoàn chỉnh trong phần lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy, bát quan trai giới. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 140. Câu Phật ngôn này sẽ kết thúc câu Phật ngôn 137, 138, 139. Và hôm nay sẽ làm sáng tỏ những câu Phật ngôn đó. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sabbakaru Hicchet Thakoloka Sasatha Chanadammako Vido Vanda Mahantang Narappu Chanayakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng nhân chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân luôn thoát trần. Con xin để lễ Phật ân, đáng cho thiền chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ quý giá tá sá sá thú nô lô ca nó mạnh thá sá quý nà thá rô cô sá bà nhu bú thấp bất đi phù tí sành nhá tô hoành đà má hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo ví như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt mạc vô minh phá tan làm đạt chúng sinh, đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô chú gá tá sá sa quá cô xích thà chú ca mô quá cá thầm mất xích thà cô nền đà bất sang xà đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thinh bông Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thân tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Còn xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayateje nasikhame e tuva thanang thasa vianupave nasahasaye nasichatu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Buddhaya. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong.
Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 140. Quý vị thấy rõ không ạ? Câu đầu tiên: Athavasagarani Athavasagarami. Hai, qua câu số 2: Akgidahati bhavako Akgidahati bhavako Akgidahati bhavako. Rồi bây giờ ôn lại hai câu này ha. Athavasagarani Akgidahati bhavako Athavasagarani Akgidahati bhavako Athavasagarani Akgidahati bhavako. Câu 3, câu 4: Kayasaveda dukkhanyo Kayasaveda dukkhanyo Kayasaveda dukkhanyo. Và câu cuối cùng: Nirayanso babbacchati Nirayanso babbacchati. Rồi bây giờ ôn lại câu 3, câu 4: Kayasaveda dukkhanyo Banyo đi ra dần số bát bát cha ti ca ya sa phê đa đức banyo đi ra dần số bát bát cha ti ca ya sa phê đa đức banyo đi ra dần số bát bát cha ti. Bây giờ chúng ta ôn lại toàn bài ha. Athavasagarani Akgidahati bhavako kayasaveda dukkhanyo nirayanso babbacchati Athavasagarani Akgidahati bhavako kayasaveda dukkhanyo nirayanso babbacchati. Thêm lần nữa: Athavasagarani Akgidahati bhavako kayasaveda dukkhanyo nirayanso babbacchati. Chúng ta còn một cách đọc nữa về trường âm đoạn âm: Athavasagarani Akgidahati bhavako Kayasaveda dukkhanyo nirayanso babbacchati. Rồi đưa bài lên cho huynh đệ huynh thấy rõ ha. Athavasagarani Akgidahati bhavako Kayasaveda dukkhanyo nirayanso babbacchati. Rồi vậy thì trường âm đoạn âm chúng ta có hai cách đọc ha. Bây giờ qua giọng kệ, đây là một câu tám từ thì chúng ta chia ra làm hai với âm điệu 4-4, nhưng mà cố gắng đọc một lần hai câu ha, để cái âm vận nó nương nhau. Đọc từng câu một thì nghe nó rời rạc, cố gắng đọc lần hai câu ha. Athavasagarani Akgidahati bhavako Kayasaveda dukkhanyo nirayanso babbacchati Athavasagarani Akgidahati bhavako
kaya safe dadu banyu nirayang so papan jati. Thêm lần nữa ha. Athavasa angarani angidaha tiba wako kaya safe dadu panyo nirayang so papan jati. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Rồi, mời Sik Metta, Sik Kem. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Đồ Men. Cảm ơn cô Hồng Mai, cô Kim cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn sư Phước Hạnh. Dạ, trước hết con đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Thạnh, kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính đảnh lễ Sư Quán Không cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 140. Athavat sa agara ni ak ngi đa ha ti ba wa ko ka yat sa phê đa đúc bành nhô ni ra dặn sô ba bát cha ti. Và con xin phân tích. A tha là hai đoạn âm, quát trường âm xa, a hai đoạn âm, ga ra hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, ác trường âm nhấn, ghi đã há tí là bốn đoạn âm, ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường. Athavat sa agara ni akgi đã há tí ba quá cô. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ca trường âm thông thường, dắt trường âm nhấn, xá đoạn âm phê đa hai trường âm thông thường, đúc banh hai trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, ní rá hai đoạn âm, văn xô văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô trường âm thông thường, bá đoạn âm, bách trường âm nhấn, cha tí hai đoạn âm. Và con đọc lại câu 3 và câu 4. Ca dắt sa phê đa đúc bành nhô ni ra dặn sô ba bát cha ti. Và con đọc lại từ đầu. Athavat sa agara ni ak ri đa ha ti ba wa ko ka yat sa phê đa đúc bành nhô ni ra dặn sô ba bát cha ti. Athavat sa agara ni ghi đa ha ti ba wa ko ka yat sa phê đa đúc bành nhô ni ra dặn sô ba bát cha ti. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Athavatsa agarani akgi da ti ba wa ko kayat sa phê đa đúc bành nhô ni ra dặn sô ba bát cha tì. Và con đã đọc xong kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỳ Đức cùng với quý sư, quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con kính mời vị kế tiếp. Con xin kính quý vị có nghe âm thanh tôi rõ không? Ha, hôm nay là cho biết tốt rồi. Tưởng chết đắc nữa. Yeah. Cảm ơn cô Hồng Mai, Mr. Đề Nên cho tín hiệu rõ.
Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Không, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Bữa nay thứ tư đó, không biết bữa nay chỗ Biên Hòa tới sư mưa nữa hay chiều nay mưa nữa, ngày nào cũng mưa hết. Con xin trả bài kinh Pháp Cú 140. Atawat saga ra ni akvida hati ba wako ka yasa peda tuk panyo ni ra yang so bapat chati. Atawat saga ra ni akvida hati ba wako ka yasa peda tuk panyo ni ra yang so bapat chati. Phân tích câu 1 và câu 2. Á tha hai đoạn âm, quát trường âm nhắn, xá á hai đoạn âm, ga ra hai trường âm thông thường, ý đoạn âm. Câu số 2, ắc trường âm nhắn, ghi đá há tí bốn đoạn âm, ta trường âm thông thường, quá đoạn âm, khô trường âm thông thường. Chị Kim ơi, vô chưa chị Kim? Chị Kim cầm mic đi chị Kim. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, trong thời gian chờ đợi chị Kim vào room và cầm mic thì con xin thế chỗ chị Kim ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, con kính đảnh lễ sư Phước Thạnh, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Meta cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 140. Atthawassa agara ni akgida hati pa wako ka yassa veda nup panyo nira yang so papat jati. Atthawassa agara ni akgida hati pa wako ka yassa veda nup panyo nira yang so papat jati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á thá hai đoạn âm, was trường âm nhấn, xá á hai đoạn âm, ga ra hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, ắc trường âm nhấn, gí đá há tí bốn đoạn âm, ta trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường,
Atawasa agarani akidahati pawako. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ka là trường âm thông thường, yas trường âm nhấn, sa đoạn âm, phê, đa hai trường âm thông thường, đúp, panh hai trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, ní, rá hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sô trường âm thông thường, tá đoạn âm, tách trường âm nhấn, chá, tí hai đoạn âm, ca giá sa phê đa đúp panh nhô ní ra văn sô pa tách chá tí. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 140. Atawasa agara ni agidahati pawako kaya safeda dupanyo nidayang so papachati. Atawasa agara ni agidahati pawako kaya safeda dupanyo nidayang so papachati. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại nạn chung, ác tuệ sanh địa ngục. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Atawasa agarani akidaha tipawako kayasa fe dadupanyo nirayangso papanchati. Atawasa agarani agidaha tipawako kayasa fe dadupanyo nirayangso papanchati. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin xin trí đức và đạo trầm cọc đọc giọng ạ. Dạ, cảm ơn Sis Hồng Mai. Dạ, trước hết là chúng tôi xin kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, kính lễ Sư Trí Đức. Dạ, cảm ơn cô Kim, cảm ơn cô Hồng Mai và quý vị đã biết tín hiệu. Dạ, cũng xin đảnh lễ Sư Quán Không, một vị danh tăng của Đất Thần Kinh, của Sông Hương Núi Ngự. Cách đây hai hôm chúng tôi vô room thì nói nghe Sư Trí Đức có nói là sư bị ốm, tôi nghĩ chắc lâu lâu sư lùm nũng thôi chứ chắc không ốm. Dạ thì nay cũng chúc mừng sư trở lại room ạ. Sư khỏe không ạ? Và kính chào quý bà quý cô trong đạo tràng. Thì như chúng tôi nói đó, cách đây hai hôm chúng tôi vô sớm thì được một cái vinh dự và hân hạnh được đàm đạo trực tiếp với Sư Trí Đức, một vị tu sĩ rất là khiêm nhượng, và chúng tôi được nói chuyện đàm đạo thầy trò như vậy, và sư được trao những cái tâm ấn cho chúng tôi thì chúng tôi rất là cảm kích. Dạ. Thì sư cũng rất là thông cảm, tại chúng tôi lâu lâu với Zoom lần, dạ, vì miếng cơm manh áo, vì công việc đa đoan nên thỉnh thoảng với Zoom ghé thăm thôi. Dạ. Nên vì thì giờ cái hạn cho nên chúng tôi xin đọc ha, xin kể, đọc và kể thôi chứ và không có đủ thời giờ để phân tích. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, câu pháp cú 140. Atthawassa aga agara ni a gida hati ba wako kayassa feda dum Banyo Nirayangso Babacchati. Dạ, xin đọc lại. Atawatsa Agarani Akhi Dahati Bawako Kayatsa Feda Dup Banyo Nirayangso Babacchati. Dạ, và cũng xin kể. Dạ. A tha a tha wat sa
Agarani Agni Dahati Bawako Kayat Sape Daduk Banyo Nida Yang So Bapak Jati. Dạ, và Thượng Tọa Thích Minh Châu đã chuyển ra Việt ngữ là hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt khi thân mạng, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sinh địa ngục. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, và xin nhường mic lại cho một vị khác ạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, cảm ơn sư. Chúc đạo tràng thính pháp an vui. Dạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Thông, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh. Rồi, nghe rõ ha? Rất rõ phải không? Có, hồi nãy quý vị nghe tôi đang đọc rõ ràng, rồi tự nhiên âm thanh nó không nghe nữa phải không quý vị? Chứ đâu có cài dịch đó phải không? Dạ. Yeah. Dạ, con xin bắt đầu trả bài Kinh Pháp Cú lại 140. Con xin sám hối, xin lỗi vấn đề trục trặc kỹ thuật đó, con không có biết vô thường mà. Bây giờ con trả bài đi rồi tính sao. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 140. Asawat sagara niak vidahati ba wakoka yasapeda dukhanyo mirayang so vapachati Atawata agara mi akvidahati ba wako ka yasa beda duk panyo mira yang so papachati. Phân tích câu 1 và câu 2. Á thá hai đoạn âm, wat trường âm ngắn, xá á hai đoạn âm, gara hai trường âm thông thường, mi đoạn âm. Phân tích câu số 2. Ách trường âm ngắn, vi đá há tí, bốn đoạn âm, ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, khô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Asawasa agara mi akvidahati ba wakho kha yasa beda duk thanyo nirayang cho papachati. Phân tích câu số 3. Ka trường âm thông thường, giác trường âm ngắn, xá đoạn âm, thê đa hai trường âm thông thường, đúc tâm hai trường âm ngắn, nhô trường âm thông thường. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng, nhí rá hai đoạn âm, danh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô trường âm thông thường, bá đoạn âm, bách trường âm ngắn, chá ký hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Kha yat sa be da duk thanh nyo ni ra yang so ba pat cha ti. A sa wa sa a ga ra ni ak vi da ha ti ba wa kho kha yat sa be da duk thanh nyo ni ra yang so ba pat cha ti. Atawasa agara ni akvidahati wa pak wa kho kha yasa beda duk thanh nyo mi ra yang cho ba pat chati. Con đọc lại một lần tại con dắt như chỗ câu thứ hai. Đọc lại lần nữa. Atawasa agara ni akvidahati ba wa kho kha kha yasa beda duk thanh nyo mi ra yang cho ba pat chati. Atawasa agarani akvidahati pawako kayat sabeda dukanyo nirayanto babacati. Atawasa agarani akvidahati pawako kayat sabeda dukanyo nirayanto babacati. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu Kinh Pháp Cú 140. Có mình The Man 45 cho bông qua. Quý vị vẫn còn âm thanh nghe rõ không? Dạ, yeah. Dạ tốt.
Rồi vậy ngày âm thanh bình thường đó, rồi vậy tốt. Con có điều, con có đọc cái gì sai, xin các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử chỉ cho con biết. Con xin cảm ơn cô Đờ Men, cô Mít Cà Hồng Mai đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Con xin cảm ơn và con xin nhận bích lên cho người khác. Con biết người khác là người nào, xin mời quý vị kế tiếp nha. Xin chúc quý vị một ngày an vui và may mắn. Alo, cho hỏi đạo tràng có nghe được tiếng của con không? Dạ, con cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai. Con xin kính lễ Ngài Trí Đức và Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 140. Atavasa garani akidahati bapakku kajasapeda dupanyoni nirayangso bapachati. Tavasa agara ni akida hati ba pakko. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á thá hai đoạn âm, vát trường âm nhấn, xá á hai đoạn âm, ga ra hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, ác trường âm nhấn, gí đoạn âm, đá há tí ba đoạn âm, ba trường âm thông thường, vá đoạn âm, cô trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Ca yat sa pe da dup pan yo ni ra yang so ba bat cha ti. Ca trường âm thông thường, yat trường âm nhấn, xá đoạn âm, phê trường âm thông thường, đa trường âm thông thường, dup pan hai trường âm nhấn, nhô trường âm đọc, trường âm thông thường. Ní, rá, hai đoạn âm, văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, bách, trường âm nhấn, chá tí, hai đoạn âm. Đọc lại nguyên bài. Athavasa agara ni akidahati ba pakko ka yassa veda dupanyo ni ra yang so ba bachati. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Dạ con xin phép kể thử. Atavasa garani angidahati bavaku kajasa kajasa veda dupano nirayangso babanchati. Dạ con xin có sai chỗ nào, xin sư và quý vị sửa chữa giùm cho con. Con xin xuống, xin mời vị kế tiếp. Dạ alo, dạ xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn cô Mít Tà Kim, cô Hồng Mai và cô Trâm Minh đã cho con biết tín hiệu. Dạ sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 140. Atthavassa agarani adhidahati pavakko kajassa veda dupanyo nirayangso papaicchati
Atthavasa Agarani Agni Dahati Pavako Kayasta Veda Dupanyo Nirayang So Papai Chati. Con xin phân tích là A Tha là hai đoạn âm, Wa là đoạn âm nhấn, Sa A là hai đoạn âm, Ga Ra là hai đường âm thông thường, Lý là đoạn âm, Ác là đường âm nhấn, Ghi Đa Hát Tí là bốn đoạn âm, Ba là đường âm thông thường, Quá là đoạn âm, Cô là đường âm thông thường, Ca là đường âm thông thường, Giác là đường âm nhấn, Sá là đoạn âm, Phê là đường âm thông thường, Đa là đường âm thông thường, Đúc Banh là hai đường âm nhấn, Nhô là đường âm thông thường, Lý Rá là hai đoạn âm, Văn là trường âm đặc thị và nguyên âm, Sô là trường âm thông thường, Ba là đoạn âm, Pai Bắc là trường âm nhấn, Trá Tí là hai đoạn âm. Dạ, ông sẽ đọc lại nha. Atha Pasta Agarani Agidahati Pavako Kayasta Veda Dupanyo Nirat Yang Subhapachat Tí. Dạ, con xin đọc kể là Athavasa Agaratni Akidhati Pavako Kayasta Veda Dupanyo Nirat Yang Subhapachat Tí. Dạ, con dạ, phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đọc xong con xin hết. Dạ, có gì sai mong đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Sa thủ huynh hạnh pháp, phân tích trường âm chuẩn, giọng kệ cũng hay, nhưng mà về cái cách đọc á thì các bạn không quan tâm được nhiều nghĩa ha. Có nghĩa là trường âm đoạn âm khi mà chúng ta đọc á thì phải ăn rơi nhanh, đoạn âm chúng ta phải đọc nhanh, còn trường âm thì chúng ta đọc chậm lại, hoặc là dòng dài và dòng ngắn. Thì cái chỗ này chưa có được nhuần nhuyễn, chưa có được thuần thục, nhưng mà phân tích thì rất là chuẩn, và giọng kệ thì thấy cũng thấy à, cố gắng à, huynh hạnh pháp như vậy là tiến bộ lắm rồi à, các cơ quan thì rồi. Xích Tina vô sao không thấy đưa tay, còn huynh Giang Nhật Hà rất mạng rồi. Mời Xích Tina người cuối cùng ha. Rồi, xà thủ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chế đức, con kính đảnh lý sư, quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 140. Athavasa agarani aggidahati pavako Kaya safeta dupanyo nirayang su papachati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Atha vasa agara ni angidaha tipa wako. A đoạn âm, tha đoạn âm, was trường âm nhấn, xá đoạn âm, Á đoạn âm, Ga Ra hai trường âm thông thường, Ní đoạn âm, Ác trường âm nhấn, Gí đoạn âm, Đá Há Tí ba đoạn âm, Ba trường âm thông thường, Quá đoạn âm,
khô trường âm thông thường. Atavasa agarani akgidahati bawako. Câu 3 và 4. Kayasafe da dupanyo nirayan so papachati. Ka trường âm thông thường, yas trường âm nhấn, sa đoạn âm, phê trường âm thông thường, da trường âm thông thường, đức trường âm nhấn, banh trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, ní đoạn âm, rá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô trường âm thông thường, bá đoạn âm, bát trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Kha yát sa phê đa đúc bàn nhô ni ra dân xô bá bát chá tí. Athawas sa a ga ra ni a ngi da ha ti ba wa ko. Kha yát sa phê đa đúc bàn nhô ni ra dân xô bá bát chá tí. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt. Khi thân hoại mạng trung, ác tệ sanh địa ngục của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anthawansa agarani angidaha tibawaku kayansa fe da dumbanyo nirayansu papanjati. Athawasa agarani Agidaha tiwawako kayan safe dadumpanyo nirayang su papanjati. Dạ, thưa con đã đọc xong. Con có sai xin Ngài và Đạo Tràng sửa giùm cho con. Con kính tri ân Ngài và Đạo Tràng. Sa thủ chị Tina đã kết thúc ngày hôm nay ha. Bây giờ chúng ta ôn lại rồi tìm hiểu ý nghĩa của tự vận ha. Athawasaragaraniakvidahatibawako kayasavedadupanyonirayansopapat. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai: Athawasa agara ni akhidahati pawako kayasape da dukpanyo nirayang so papachati. Huynh hành pháp chú ý ha. Trong cách đọc thì cái bài này có hai cách đọc. Chúng ta đừng có đọc từng câu một ha, mà cố gắng nối liền hai câu với nhau. Athawasa agara ni akhidahati pawako. Rồi, bởi vì cuối câu số hai nó là một trường hợp, cho nên chúng ta rất là sung sướng khi thấy nó là trường âm, thì chúng ta cái âm giọng của chúng ta có thể đọc một lần hai câu dễ dàng. Còn nó, nếu mà nó không phải là trường âm thì chúng ta phải cố gắng tìm một cái trường âm nào đó để dừng lại nếu mà đứt hơi, chứ không nên đọc và dừng lại nơi đoạn âm ha. Huynh đáp chú ý ha. Rồi bây giờ đọc lại để huynh hình pháp nghe nè. Athawasaragaraniakvidahatibawako kayasavedadupanyonirayansopapachati. Còn nếu mà hơi dài á, dễ như ăn cơm sườn bị chả ha, thật ơi cùng quảng cáo gì đó nữa. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào mặt chữ giống như huynh hành pháp mà khi đã phân tích chuẩn như vậy rồi thì chúng ta cũng từ từ
nhưng mà đủ hơi thì đọc một hơi. Athawa sa ga ga ni ak di da ha ti ba wa pu ta ya sa pe da duk ba nyo ni ra yang so pa pat ya ti. Như vậy là đọc một hơi. Mà chúng ta nhìn vô để biết cái chữ nào là trường âm, chữ nào là đoạn âm. Quân phân tích về là rất chuẩn, nhưng mà trên cái giọng đọc còn hơi không được tự tin ha. Cố đi, cố gắng. Bởi vì cái gì từ từ rồi nó cũng như là khi mà trường âm, đoạn âm mà phân tích chuẩn rồi thì Quân đâu có ru, cứ mạnh dạn. Rồi bây giờ qua dòng kệ nè. Một câu tám từ thì chúng ta chia ra làm 2, 4, 4. Và cố gắng đọc một lần 2 câu ha, để nó nương nhau. A tha wa sa a ra ni a di đà ha ti ba wa cô ca ya sa phê đà du pan du ni ra yang su pa pan cha ti a tha wa sa ra ra ni ang di đà ha ti ba wa cô ca ya sa phê đà du pan du ni ra yang su pa pan cha ti. Chúng ta đọc 2 câu 2 câu nương nhau ha, lên và xuống để coi như có được một cái âm điệu, cho nên gọi là kệ. Có nghĩa là kệ thì sao cũng được hết đó, theo cái tông của quý vị, giọng này giọng kia, nhưng mà nghe quý vị nghe được là người ta nghe được. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng ha. Kinh lễ để Đức Tự Đức vừa đến với Pháp Hội. Để Đức Tự Đức đến mà không lên đọc quá thì coi như cũng là một sự thiếu sót. Tại sao mà mình đến đạo tràng mà không ai mời lên đọc, buồn ha. Rồi, thỉnh để Đức Tự Đức, câu Phật ngôn 140. Alo. Lâu quá không nghe cái giọng của Đại Đức Tự Đức nghe cũng buồn buồn ha. Rồi cầm micro lên chào nó oai hơn nhé, chát này kia mất thời gian. Rồi xin Đại Đức Tự Đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 140. Athawa sa'a sa'a ga ra ni. Idahatipa wako kaya safeda dupanyo nirayangso papachati, hoặc phòng ốc nhà cửa, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Athawasa ara agarani agidahati pawako kaya safeda depanyu nira yang so papacati. Athawasa agarani agidahati pawako kaya safeda buk đa bút đa đức ban nhô ni ra yang so papa chati.
Athavasa agarani akidahatipa wako kaya safe dadepanyo nirayang so papachate. Dạ con xin hết ạ. Con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Sa tu để thức dậy đức cái giọng của đức tự đức, quý vị thấy có một cái oai lực ha, nghe hùng hồn ha. Và cái giọng kệ của đại đức tự đức cũng là một cái giọng kệ nổi trong room này, rất là quan hệ trong cái tinh thần học hỏi hỗ trợ lẫn nhau. Và đại đức tự đức để làm cho cái room này sống động ha, rất là quan hệ. Rồi còn một vị mới vô, Huỳnh Hạnh Phước. Hôm nay vô trễ, có lên đọc không? Câu Phật ngôn này. Thời gian cũng còn nhiều. Nếu mà không đưa tay thì chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa từ vựng rồi đi vào duyên sự. Xong, chúng ta sẽ thảo luận. Rồi, xin mời Huỳnh Hạnh Phước ha. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khai. Dạ, con xin kính đảnh lễ Chư Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và con xin chào đạo tràng và chào quý đạo hữu. Giờ con xin đọc câu pháp cú 140. Athavasa agarani agita hati pavako kayasa veda dumpanyo nirayang so papa chati. Giờ con xin đọc lại từ đầu. Athavasa agarani akita hati pavako kayasa veda tupano nirayangso papacati. Con xin đọc câu dịch thật. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, giờ thì con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ác thả là hai đoạn âm, vát là trường âm, nhấn xá, á là hai đoạn âm, gà ra là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, gà là trường âm nhấn ghi, đá, hạt tí là bốn đoạn âm, ba là trường âm thông thường, vát là đoạn âm, cô, ca là trường âm thông thường, yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, phê là ta là hai trường âm thông thường, dup pan là hai trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, ni ra là hai đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, so là trường âm thông thường, bát là trường là đoạn âm, bát là đoạn âm, bát cha bát là trường âm nhấn, cha tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại
câu 3 và câu 4. Kayassa peda dupanyo nirayam suppajjati. Dạ, con xin đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 luôn nguyên câu ạ. Atthavassa agarani akki dahati pavako kayassa veda dupanyo niyayam suppajjati. Dạ, con xin đọc câu kệ. Atthavassa agarani akki dahati pavo kavako kayassa veda dupanyo nirayam suppajjati. Atthavassa agarani akki dahati pavako kayassa veda dupanyo nirayam suppajjati. Dạ, con xin đọc xong ạ. Dạ, con có chỗ nào sai nhờ thầy, nhờ quý thầy, quý cô và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ, con xin dừng lại mấy. Cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn quý đạo. Sa thủ Huỳnh Hạnh Phước. Chúng tôi không ngờ con vô trễ, nhưng mà lên phân tích trường âm đoạn âm rất là chính xác. Cái điều quan trọng khi chúng ta nhìn vô đó để biết nó là đoạn âm hay là trường âm. Và khi quý vị biết đó là đoạn âm hay là trường âm thì cái giọng đọc của quý vị bảo đảm sẽ chuẩn thôi. Vì vô trễ ha, rồi mắc cỡ hay sao, đọc hơi nhỏ một chút, nhưng mà thật sự ra trường âm đoạn âm phân tích rất là chuẩn. Công nhận hậu sinh khả quý thiệt, quý vị vô sao nhưng mà nắm vững căn bản khi mà phân tích, cái đó rất là quan trọng nha. Bởi vì khi mà quý vị đọc có hay bao nhiêu, đọc có chạy chữ bao nhiêu, nhưng mà khi nhìn lại cái chữ đó chúng ta biết nó là trường âm hay đoạn âm, cái đó mới là quan trọng. Rồi chúng ta điều chỉnh cái giọng đọc của mình. Rồi xà thu Huỳnh Hạnh Pháp nè, Huỳnh Hạnh Phước nè, hay anh em họ Hạnh này là những vị cô sao mà rất là tiến bộ, nắm bắt được căn bản của Pali. Rồi xà thủ bây giờ đi vào tự vận ha. Câu Phật ngôn 140. Athavassagarani, câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ thì cái từ athava hoặc là athakho, đây là những cái từ gọi là tiếng đệm. Hoặc là tại sao mà hoặc là, bởi vì chữ Asa ở phía sau đó, có nghĩa là y đăng, đây là một đại từ nam tính, nhưng mà được chia theo sở hữu cách số ít chát thí quy phát tí e câu quá trình ha. Asa là của kẻ ấy, chữ qua cộng với Asa thì athava có nghĩa là hoặc là, và wasa đây tức là của cái người đó. Mà của người đó là người nào? Agarani. Agara nó là một danh từ trung tính, agarantana pung sakalinga, nhưng mà được chia theo đối cách số nhiều dutiya và hữu quá trình á. Cho nên agara biến thành agarani là các gian nhà, các cái căn nhà. Rồi
Chúng ta tiếp qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Akidahati ba wako. Akidahati ba wako. Câu số 2 có 3 từ nha. Akki là 1, dahati là 2, ba wako là 3. Chữ akki đây là một danh từ nam tính, ikaran tapung linga. Và akki được đứng làm chủ từ. Chủ từ số ít và thamma etawajana quy pháp tí. Akki có nghĩa là ngọn lửa. Akki là ngọn lửa. Rồi cái động từ dahati. Dahati có nghĩa là thiêu đốt. Thiêu đốt. Rồi bawako do cái từ bawaka. Ba quả cá, nó là một danh từ nam tính Akrantapumlinga. Và ba quả cá này cũng được đứng làm chủ từ. Tức là Bathama Ekawachana Vipati. Ba quả cá biến thành ba quả cô. Ba quả cô cũng giống như chữ ấp ghi, có nghĩa là ngọn lửa. Lửa, lửa thiêu đốt. Tức là một căn nhà, một căn nhà mà bị ngọn lửa nó thiêu đốt bao trùm, lửa bao trùm. Như vậy thì athawasagara niakidahati bawako, hoặc là ngọn lửa thiêu đốt các căn nhà của kẻ, ngọn lửa thiêu đốt các căn nhà của kẻ ấy. Bởi vì câu này có liên quan đến ba câu Phật ngôn trước. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe ta thấy cũng hơi khó hiểu, nhưng mà không sao. Đi vào duyên sự thì chúng ta sẽ hiểu rõ câu 7 và 8 và 9 và 4 10. Và bây giờ qua câu 3 câu 4. Kayasapeda duppanyo. Kayasapeda duppanyo. Kayasa do cái từ kaya, và kaya nó là một danh từ nam tính Akrantapumlinga. Kaya này được chia theo sở hữu các số ít Chathi, Vipatti, Ekavachana. Cho nên kaya biến thành kayasa. Kayasa là của bản thân, của tự mình. Rồi chữ Pheda. Pheda do từ Pheda. Pheda cũng là một danh từ nam tính. Nhưng mà chữ Pheda này được chia theo xuất xứ cách. Xuất xứ cách tức là Panchami Vipatti Ekavachana. Cho nên chữ Pheda biến thành Pheda. Pheda là sự hủy hoại, từ sự hoại diệt. Cái thân mà hủy hoại, thân mà hoại diệt ấy, thì người ta nói rằng mạng chung ha. Thân hoại mạng chung, một cái từ trong Phật giáo. Thân hoại mạng chung thì người ta hay dùng cái từ Kayasapeda. Rồi ở phía sau đó có chữ Duppanyo. Duppanyo. Chữ Panyo có nghĩa là trí tuệ ha, do từ Panya. Nhưng mà có chữ đú ở phía trước. Cái trí mà coi như có sự xấu và tồi thì ở đây chữ Đúc Panyo này có thể hiểu là thiểu trí ha. Chứ nghĩ rằng kẻ trí tồi thì nghe nó kỳ quá ha. Thì Đúc Panyo có nghĩa là kẻ thiểu trí. Kẻ thiểu trí. Rồi câu cuối cùng. Nirayanso papacchati. Nirayanso papacchati. Chữ nirayan có nghĩa là địa ngục, do từ niraya. Nhưng mà được chia theo đối cách. Nirayan là địa ngục. So, so là người ấy. So là người ấy, tức là người thiểu trí. Rồi papacchati, chữ papacchati ở đây
căn ngữ bát có nghĩa là đi đến, mà upapacchati là tái sanh, tức là từ cái cõi người đi vào cái cảnh khổ, thì người ta gọi là tái sanh ha. Vậy thì kayasapeda panyo nirayansu upapacchati, sau khi thân hội mạng chung, kẻ thiếu trí bị sanh vào địa ngục. Sau khi thân hội mạng chung, kẻ thiếu trí bị sanh vào địa ngục. Vậy thì câu Phật câu 140 cho chúng ta ý nghĩa, hoặc là ngọn lửa thiêu đốt các gian nhà của kẻ ấy. Sau khi thân hội mạng chung, kẻ thiếu trí ấy bị sanh vào địa ngục. Xin lặp lại. Hoặc là ngọn lửa thiêu đốt các gian nhà của kẻ ấy, sau khi thân hội mạng chung, kẻ thiếu trí bị sanh vào địa ngục. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: mười là nhà cửa trà tỳ hóa tai, đến khi thọ mạng hết rồi, trung thân địa ngục đồng sôi chảo dầu. Mười là nhà cửa trà tỳ hỏa tai, đến khi thọ mạng hết rồi, trung thân địa ngục đồng sôi chảo dầu. Ngài Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn rất là ngắn gọn: hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hội mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Ngài dùng cái từ ác tuệ rất là hay ha. Ác tuệ đức bên nhô. Đặt lại: hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hội mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Rồi bây giờ trong cái phần từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào không ổn? Alo, có chỗ nào không ổn? Điền thù. Vậy thì đi vào duyên sự, để có thời gian chúng ta sẽ thảo luận, sẽ đi sâu vào chi tiết nội dung mấy câu Phật ngôn này ha. Đây là một câu Phật ngôn mà nói lên sự tích của Ngài Mục Trần Liên trong câu Phật ngôn 125-126 cũng có đề cập đến, nhưng mà có chỗ khác biệt quan trọng là Ngài Mục Trần Liên bay lên không trung, thoát khỏi tay bọn cướp tới 6 lần. Và trong tiền kiếp, thay vì giết chết song thân, thì Ngài đã hối hận ăn năn vào trong cái những giây phút cuối cùng. Đó là qua câu Phật ngôn 125-126 chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ha. Khi mà Đức Phật ngự tại Trúc Lâm, quý vị nhớ Trúc Lâm, ai đã xây dựng ngôi chùa này? Alo, ngủ hết trơn rồi. Bây giờ chúng ta phải biết xuất xứ nha. Ở tại Trúc Lâm, nhưng mà Trúc Lâm là ai xây dựng? Ai xây dựng? Ai xây dựng chùa Trúc Lâm? Vị vua nào? Nói thẳng luôn ha. Nói lên ông vua nào xây dựng chùa Trúc Lâm? Còn nhớ không? Và ông vua đó đã đưa hoàng hậu của mình đi đến chùa Trúc Lâm và nghe Đức Phật cái pháp để trở thành một vị thánh ni tên là Khê Ma. Alo, vậy thì hoàng hậu Khê Ma là vợ của đức vua nào? Chính đức vua đó đã thành lập ra chùa Trúc Lâm. Khổ quá, ngủ hết trơn rồi bà con ơi. Xuất xứ mà quý vị cũng không nhớ hả? Chính tại chùa Trúc Lâm này, Ngài Maha Moggallana đã được
Đức Phật Đề Cập Đến, tức là Đức Vua Bình Sa ha. Rồi Tìm Bí Sa ra à, Bình Sa. Rồi một thể nọ, các vị tu sĩ của ngoại đạo họp bàn luận với nhau, và có người nói rằng: các đạo hữu có biết không, vì lẽ gì mà Sa Môn Gautama được nhiều lễ lộc, được nhiều tôn sưng, được nhiều cái tứ vật dụng, còn chúng ta thì đời sống càng ngày càng đi xuống, tức là lợi lộc, danh vọng, rồi cái gì gì cũng bị thối giảm. Các vị tu sĩ đâu mới nói rằng chúng tôi không biết. Vậy thì đạo hữu biết như thế nào? Chúng tôi biết thế này nè. Ở trong đệ tử của Sa Môn Gautama có một người tên là Maha Moggallana. Cái ông này nè, lên cõi trời hỏi về phước nghiệp của chư thiên, rồi về cõi nhân gian thuyết giảng rằng ai làm như vậy thì sẽ được phước báo và sẽ được hưởng những cái hạnh phúc an vui của cõi trời. Xong rồi ông ta lại xuống địa ngục hỏi về các tội nghiệp của các chúng sanh ở dưới đó, rồi về cõi nhân gian thuyết giảng rằng ai mà làm những ác nghiệp như vậy thì phải đọa vào khổ cảnh như vậy đó. Mọi người nghe ông ta thuyết pháp mới mang những vật dụng đến dân cúng rất là nhiều lễ lộc. Nếu mà chúng ta có thể giết chết được ông ta thì cái phần lễ lộc của ông ta sẽ trở về với bọn ta. Rồi sau khi thảo luận tìm ra một giải pháp, tất cả nhóm ngộ đạo mới đồng ý rằng dù bằng cách nào chúng ta cũng phải giết chết ông ta mới được. Và thế là họ xúi tín đồ đóng góp. Và khi mà đóng góp được 1.000 đồng tiền vàng thì cho gọi những cái tên trộm, côn đồ, quen thói cướp giật, giết người, cướp của, đánh thuê, chém mướn, rồi trả giá với chúng là 1.000 đồng tiền vàng, phải giết cho được cái ông mà có tên là Maha Moggallana. Và hiện giờ ông đó ở tại Kalasilaya, tức là ở trong cái động Hắc Nham. Các người hãy đến đó và giết chết ông ta đi. Còn cứ tham tiền bạc cho nên chấp nhận, chúng tôi sẽ giết cái ông có tên là Maha Moggallana. Chúng đi nơi ngủ của ngài Maha Moggallana. Khi mà biết quần cướp bao vây quanh góc thì Maha Moggallana mới thoát ra theo lỗ khóa mà bay đi mất. Ngày hôm đó không gặp được trưởng lão. Ngày hôm sau bọn cướp lại đến bao vây cốc của ngài 1 kiền liên nữa. Và ngài cũng biết vậy, trổ nóc nhà bay đi. Cứ như thế hết 1 tháng đầu. Rồi đến 1 tháng giữa nữa mà bọn cướp chưa có thể bắt được, giết được ngài 1 kiền liên. Và đến tháng cuối là cái quả của tiền nghiệp đã chín mùi, không thể né tránh. Ngài Maha Moggallana biết vậy cho nên không trốn tránh, không lánh mặt nữa. Bọn cướp đến bắt ngài Maha Moggallana, đập ngài, xương của ngài nát như tấm như cám. Và khi mà thấy ngài đã chết rồi, chúng vứt xác của ngài vào một bụi cây rậm rồi bỏ đi. Ngài Maha Moggallana nghĩ rằng ta phải đến ý kiến bậc đạo sư rồi niết bàn, nên ngài dùng thiền định hoàn cái xác lại như khi còn sống, bay về chỗ Đức Thế Tôn đang ngự đảnh lễ và bạch rằng: bạch ngài, con sẽ niết bàn. Này Moggallana, ngươi niết bàn ư?
Thưa vâng bạch Đức Thế Tôn, vậy thì Niết Bàn tại đâu? Bạch Ngài, tại nơi con đang cư ngụ, tức là nơi Hắc Nham. Nếu vậy này, Mục Ca La Na, hãy thuyết pháp trước khi bậc thượng thủ linh văn của Như Lai mà được một người như ngươi. Bây giờ Như Lai không còn được trông thấy nữa. Bạch Ngài, con sẽ làm như vậy. Ngài Maha Mokka La Na đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bái lên hư không, thước lên pháp thoại. Đến ngày Ngài nhập Đại Niết Bàn, cũng giống như trưởng lão Sariputta, Ngài dùng thần thông sắp xếp hết mọi công việc, thuyết pháp xong, Ngài đảnh lễ bậc đạo sư rồi trở về rừng trong xứ Hắc Nham mà nhập vô dư Niết Bàn. Khi hai tên trưởng lão Mục Quyền Điên bị bọn cướp ám sát, được khẩu truyền đi khắp cõi Diêm Phù Đề, Đức vua A-sa-thế ra lệnh cho mật thám truy lùng bọn cướp sát nhân. Trong bọn chúng có những đứa đang nhậu ở trong một quán rượu, và khi say sưa thì tên này thoái vào lưng tên kia ngã xuống. Tên bị đánh đứng lên sừng sộ và nói: đồ mất dạy, tại sao mày lại đấm vào lưng tao? Cái đồ ác ôn hèn mạt, có phải mày đã ra tay đập chết trưởng lão Mục Quyền Liên trước nhất đấu? Vậy chứ mày không biết rằng chính tay tao đã hạ sát ông ta. Và nhờ nghe những cái tên cướp đánh nhau tự xưng là thủ phạm, cho nên các mật thám mới tóm hết cả bọn cướp đem về phục lệnh đức vua. Đức vua cho giải bọn cướp tới và phán hỏi: có phải chúng bay đã ám sát trưởng lão Mục Kiền Liên không? Tâu đại vương: phải. Ai số biểu chúng bay làm vậy? Tâu đại vương: các vị sa môn lõa thể. Đức vua truyền lệnh bắt luôn cả 500 vị sa môn đạo lõa thể chung chung với 500 tiên cướp trước sân chầu dưới những cái hố cá nhân, nghĩa là chôn tới ruộng thôi. Bên trên thì phủ rơm kín rồi châm lửa đốt. Khi mà biết các tội nhân đã bị thiêu, Đức vua sai lấy cái cày sắt cày qua cày lại cho nát cái thây họ ra từng mảnh lớn có, mảnh nhỏ có. Đức vua đã ủy thác việc này cho 4 tiên cướp thi hành. Các vị thị khưu tụ họp trong giảng đường mới khởi lên câu chuyện: than ôi, ngài trưởng lão Maha Mokka La Na tự mình đã chịu một cái chết không xứng đáng. Đức Phật đi đến và hỏi: này các tỳ khưu, hôm nay các ngươi ngồi đây bàn luận về chuyện gì? Bạch Đức Thế Tôn: câu chuyện của ngài Mokka La Na. Khi nghe như vậy thì Đức Phật giải thích: này các tỳ khưu, trong cái kiếp này Mokka La Na đã chết một cách không xứng đáng như vậy là do tiền nghiệp của thầy đã tạo trong quá khứ khiến cho người chết một cách không xứng đáng. Bạch ngài, kiếp trước trưởng lão Mokka La Na đã tạo ra cái nghiệp gì? Đức Phật mới thuật lại câu chuyện ngày xưa. Tương truyền rằng trong thời quá khứ có một thanh niên con nhà gia giáo cứ ngủ ở trong thành Varanasi, hằng ngày chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, nhất là giã gạo nấu cơm vân vân. Một hôm cha mẹ bảo cậu ta rằng: con à, một mình con làm 2 công việc, vừa làm việc nhà vừa làm việc ở rừng thì mệt nhọc lắm, để cha mẹ cưới vợ cho con. Người thanh niên mới từ chối đáp rằng: thưa cha mẹ, con thấy con không cần có đôi bạn. Hễ cha mẹ còn sống đến chừng nào thì con ở vậy, tự tay con săn sóc phụng dưỡng cha mẹ. Hai ông bà theo nó mãi và cưới một cô gái đem về làm dâu. Mấy ngày đầu thì cô dâu hầu hạ cha mẹ chồng đàng hoàng tử tế. Sau đó
không muốn gặp mặt hai ông bà nữa, mới than thở với chồng: em không thể sống chung một nhà với cha mẹ của anh được. Thấy chồng gác bỏ lời nói của mình, cô chờ chồng đi vắng, lấy chỉ gai quét với bột và cháo cây khác ra đầy nhà. Ông chồng về hỏi: cái gì vậy? Hai ông bà rú rẫn làm chuyện đó, cứ đi lang thang cây khác làm dơ cả nhà, em thế nào ở chung với hai ông bà được nữa. Nghe vợ cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, một chúng sanh giàu có bổ túc rất là đầy đủ pháp ba la mật, nhưng mà cũng trở lòng đoạn tuyệt tình thân phụ mẫu. Thanh niên này mới nói: anh sẽ có cách đối xử với ông bà. Sau khi hầu cơm cho cha mẹ, người con chàng thanh niên này nói dối với ông bà cụ rằng: thưa cha mẹ, những thân quyến của cha mẹ ở xứ đó mời cha mẹ đến chơi, chúng ta nên đi đến đó một chuyến, rồi đỡ cha mẹ lên một cỗ xe nhỏ. Chàng thanh niên đánh xe đưa ông bà đi. Rồi khi đến giữa khu rừng rậm, người thanh niên lại gạt cha mẹ rằng: cha mẹ hãy cầm cương để cho bò đi thủng thẳng, cái chỗ này có bọn cướp ở, để con xuống đi bộ. Trao dây cương qua tay cha mẹ già mù lòa, người thanh niên xuống xe đi bộ một hồi, quay lại đổi giọng nói giả, làm tiếng la của bọn cướp. Ông bà già mù nghe tiếng la tưởng là bọn cướp thật, xông ra đón đường, cho nên mới bảo con trai rằng: con ơi, cha mẹ thì đã già rồi, con hãy tự lo bảo vệ lấy mình con đi. Dầu cho cha mẹ có la lớn như vậy, nhưng mà anh chàng thanh niên này vẫn giả làm bọn cướp, hét lại và đánh chết hai ông bà, vứt xác ở giữa rừng rồi bỏ ra về. Đức Phật chấm dứt câu chuyện về tiền nghiệp của chân lão Mốc La La Na và giảng tiếp: này các vị kheo, sau khi tạo bấy nhiêu nghiệp ác, Mốc La La Na đã bị thiêu đốt vô số trăm ngàn năm dưới địa ngục, rồi do có quả dư sót sanh lên làm người, còn bị giết chết và đập nát thay như vậy hàng trăm kiếp. Thế thì Mốc La La Na bị chết như vậy là do tiền nghiệp của mình đó thôi. Còn 800 tên cướp, 800 tu sĩ ngoại đạo đã làm hại đến Phật vô lậu, vô hại, là con của Như Lai, cho nên mới chịu chết một cách không thuận ngang tí nào. Quá thật, kẻ làm hại người vô hại tất phải gặp một trong 10 điều bất hạnh, tai họa không bao giờ né tránh được. Và khi mà Đức Phật đưa lên liên tiếp 4 câu kệ 137, 38, 39 và 40, và câu Phật ngôn 40 này chúng ta chấm dứt. Tức là khi mà xong 4 câu Phật thì có nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng ngoại đạo xuất ra số lớn tiền, mướn người theo giết một kiền liên, ba mùi trưởng lão cam lòng chịu để cứ bầm mình trả nghiệp duyên. Vì xưa lỡ giết mẹ cha già, nghe vợ thành gây nghiệp xấu xa, nay có thần thông hoàng sát cũ, bay về cáo biệt Đức Phật Đà. Giết người vô tội bậc vô sân, nghiệp sát đổ liền đã rất nhanh, buồn cướp chết chùm cùng ngoại đạo, lửa hồng thiêu sát rã từng manh. Rồi qua câu Phật ngôn 137, 38, 39 và 40 thì quý vị thấy rằng
kiếp sống của một con người, từ thiện đến ác, từ ác đến thiện. Nhưng mà đã từng phát nguyện cùng một lúc với Ngài Xá Lợi Phất, tức là trong quá khứ hai người bằng thân, phát nguyện dưới Đức Phật Toàn Giác, để rồi khi Ba La Mật chín muồi mới thoát được cái trường hợp mà giết cha giết mẹ. Nếu mà không phát nguyện, không thực hành Ba La Mật, không gặp Đức Phật Toàn Giác như Đức Phật Gotama, thì chắc chắn rằng vẫn còn oan trái, vẫn còn triền miên cái ác nghiệp mà đã giết cha giết mẹ. Người vợ tiền kiếp của một ngày Múc Ca La Na bị quả báo gì, hỏi bả đi chứ. Trời ơi, ở đây chỉ nói về ngày Múc Thiện Liên thôi, chứ có đề cập gì đến cái bà đó đâu. Nãy giờ nghe câu chuyện này mà không chịu suy nghĩ là nói về ai, đâu có đề cập đến bà đó làm gì. Thân cận với người ác thì người ta xúi mình, nghĩa là trong kinh Tăng Chi cũng nói rằng ta không nghe một âm thanh nào mà nó hấp dẫn của người nữ bằng người nam, của người nam bằng người nữ. Cho nên người ta dùng cái từ cái tiếng đàn mà du dương thu hút người nam đó là đàn bà, mà tiếng đàn du dương trầm bổng thu hút đàn bà đó là đàn ông. Thì bây giờ nghe lời người vợ, để rồi xảy ra câu việc vậy đó. Rồi, thời gian còn rất nhiều, quý vị thảo luận về bốn câu Phật ngôn này ha. Alo, ý kiến quý vị sao? Ai cũng nói rằng Ngài Mục Thiện Liên là một vị đại hiếu, một vị đại hiếu, tức là mang cơm xuống địa ngục để cho cha mẹ dùng, tức là bà Thanh Đề ha. Nhưng mà trong cái chuyện này thấy trong quá khứ Ngài Mục Thiện Liên này rất là bất hiếu, giết cha giết mẹ, thì quý vị nghĩ sao? Giữa cái khen và cái chê, khen là đại hiếu, chê là bất hiếu, giết cha giết mẹ, thì quý vị có ý kiến gì về câu Phật ngôn này? Và cái quả nó trả, quý vị thấy khủng khiếp ha. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị. Tại vì người vợ cũng không có tại bị gì hết đó. Ai biểu nghe lời chi? Ai biểu nghe lời ráng chịu chứ. Không có tại, không có bị gì hết đó. Cái này là do cái gì quý vị thấy nè. Trong cái sự đau khổ người ta mới trưởng thành, có cái khổ người ta mới thấy được pháp. Chứ còn bây giờ sung sướng quá làm sao thấy được cái sự vận hành của pháp. Trong cuộc sống thì quý vị thấy có khổ quá người ta mới nhàm chán, người ta mới ly tham. Chứ bây giờ hạnh phúc đâu có ai tu đâu, sung sướng quá đâu có ai tu đâu, khổ quá mới tu. Nhận thức được cái khổ mới tìm cái nguyên nhân của cái khổ, người ta mới đi tu chứ. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị. Rồi, bây giờ không ai chịu đưa tay, chúng tôi xin hỏi ha. Được không? Ồ, xin mời ta, xà thủ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sang Khà, dạ. Dạ, con. Trước hết con kính đảnh lễ và ngồi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Tỳ Đức cùng Chư Tôn Đức Quý Sư, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, qua bốn câu pháp cú mà đã học qua rồi, 137, 138, 139, 140, thì con thấy là cái nghiệp quả nó bất khả tư nghị, và quá khủng khiếp và quá sợ. Nhất là cái nghiệp mà giết cha, giết mẹ, rồi giết các bậc A-la-hán,
rồi làm Phật chảy máu, rồi làm bất quả trong tăng chúng, thì quá khủng khiếp. Mà con thấy á, thì ngài Mục Kiền Liên, con đặt cái chữ nếu thôi, một người mà có gia đình, rồi có chồng, có vợ, mà khi nghe vợ mình nói, hoặc là khi nghe chồng mình nói như vậy, cha mẹ mình làm cái đó mà không có vừa lòng vừa ý, rồi muốn đi ở riêng, không muốn ở chung với cha mẹ nữa, thì nếu mà ngài xem xét lại coi, điều tra lại coi, nhìn lại coi cha mẹ mình có làm, thật sự có làm như vậy hay không. Nếu mà có làm như vậy thì mình phải có cái cách như thế nào, rồi cũng vẫn phải lo cung phụng cha mẹ, lo nuôi dưỡng cha mẹ thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đằng này thì nghe nói vậy rồi cái cũng nghe lời người vợ, rồi tiếp tục kiếm cái kế để mà giết hại cha mẹ mình, thì cái nhân quả đó quá khủng khiếp. Là con nghe ngài nói là xuống địa ngục tới mấy trăm kiếp, rồi bây giờ tới kiếp cuối cùng này thì cũng bị bầm ra như tương. Nghe mấy ngài nói, quý ngài nói là bầm ra như tương cự đà. Con nghe ngài Liễu Tông hay nói là bầm ra như tương cự đà. Thì con thiệt, cái nhân quả quá khủng khiếp. Mà con thấy là ở thế gian này, cái chuyện mà những người vợ, người chồng mà nghe lời người kia nói này nói kia với cha mẹ, rồi tìm cách là con chưa thấy ai mà hãm hại mà giết cha mẹ. Thật sự con chưa thấy, nhưng con thấy là tìm cách rồi không có ở chung với cha mẹ nữa, rồi bỏ cha mẹ, rồi không có chăm nuôi cha mẹ nữa, mặc dầu già yếu nhưng mà vẫn bỏ đi. Hoặc là đôi khi ở quê con thấy là họ chiếm đoạt của cha mẹ luôn, rồi lại bỏ bê cha mẹ. Con thấy cái điều đó, con thấy nhãn tiền. Dạ, ngay ở nước Úc này con cũng thấy có nhiều người lấy của cha mẹ, lấy tài sản của cha mẹ, rồi không có nuôi cha mẹ, rồi cái cuối cùng cũng đưa vô nursing home. Dạ, hoặc là bỏ bê cha mẹ. Con thấy có ở nước Úc này cũng có, mà ở Việt Nam con cũng thấy. Dạ, thì con thấy là cái tội mà bất hiếu với cha mẹ, rồi lại giết cha mẹ, thì cái nhân quả quá khủng khiếp. Dạ, theo con thì như hồi nãy con nói là một người chồng, người vợ mà khi nghe nói về cha mẹ mình thì mình cũng phải xem xét lại coi sự thật có như vậy hay không. Và nếu có thì mình cũng phải tìm cái cách nào mình dàn xếp, hoặc là mình khuyên cha mẹ mình cầu xin cha mẹ mình hay là như thế nào, chứ không có nỡ mà rồi nghe lời rồi đi đến cái chỗ mà giết hại cha mẹ nữa, thì một cái điều đó quá khủng khiếp. Thì cái nhân quả thì như hồi nãy ngài đã kể đó, thì như ngài, những ai mà ngoài ra những ai mà về cái nhân quả mà đụng đến các bậc tu hành, các bậc đã đắc đạo quả, thì cái nhân quả cũng quá khủng khiếp. Họ còn cũng có bao nhiêu chia sẻ đó, theo con thì như nãy giờ con nói, dầu gì thì cũng phải xem xét lại, để rồi mình từ từ mình giải quyết, chứ không thể mà tạo những cái nghiệp mà quá khủng khiếp như vậy. Dạ, con thì con cũng bận, con cũng gấp đi rồi thôi. Con có bao nhiêu chia sẻ đó, và con cũng kính cảm ơn ngài đã giảng dạy kinh Pháp Cú cho chúng con,
đã nghe được những cái duyên sự mà quá khủng khiếp. Từ trước đến nay học tới 140 rồi mà cũng có biết bao nhiêu cái tích sự mà quá khủng khiếp. Nhân quả cũng bất khả tư nghị. Bởi vì chúng con thì con cũng nghĩ là bây giờ mình làm việc gì thì cũng phải phải xem xét lại về cái thân, cái khẩu, cái ý của mình, rồi về cái nhân quả, rồi về cái giới, để mà mình cố gắng mình tạo nghiệp thiện, chứ đừng có tạo những cái nghiệp ác để mà nhận lấy cái nhân quả khủng khiếp như vậy. Dạ thôi con xin hết, con xin trả máy lại cho đạo tràng ạ. Dạ con kính cảm ơn ngài, cảm ơn đạo tràng. Sa tu chích mê ta, chích mê ta trình bày quá là chi tiết ha, rất là có ý nghĩa. Khi mà nghe chích mê ta trình bày vậy, quý vị thấy im ru hết trơn hả, không có ý kiến nữa hả? Những cái vấn đề trong cuộc sống chúng ta cũng có thể áp dụng để thấy rằng câu Phật ngôn này vẫn sáng chói. Dầu đã trải qua 25 thế kỷ nhưng mà sự thật bao giờ cũng là sự thật. Tiên trị gia, hậu trị quốc, sau mới bình thiên hạ. Cái chuyện gì cũng xuất phát ra từ gia đình. Và trong gia đình mà con đối với cha mẹ bất hiếu, giết cha giết mẹ như vậy thì thôi, không có làm ăn gì được nữa, thất bại hoàn toàn. Rồi bây giờ mọi người khác không chịu đưa tay gì hết. Mời Sĩ Hồng Mai. Sĩ Hồng Mai có ý kiến thế nào về ba câu Phật ngôn này? Cái nhân cơ quả để chúng ta thấy sự thật khổ, nguyên nhân của khổ. Rồi mời Sĩ Hồng Mai ha. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Chí Đức, Sư Viên Tịnh, Sư Phước Sang, Sư Phước Thanh, Sư Tuệ Đức, Sư Quán Thông, quý sư. Kính lễ cô Thượng Như Pháp với cô tu nữ và toàn thể đang ngủ. Thưa sư, thì duyên chị mắt ta đã nói trình bày thì cũng là chi tiết cũng rất là rõ ràng, là khi mà gieo nhân nào thì gặt quả đó, thì đức ta thường nói là Phật sợ nhân mà chúng sanh sợ quả là như vậy. Và qua cái câu pháp cú này 138, 139, 140 thì khi mà nói năng hay hành động hoặc là suy nghĩ thì chúng ta cũng phải cẩn thận, vì có thể là chúng ta vô tình mà không biết rằng là trong cái lúc mà mình nói năng hành động đó thì có những cái tâm bất thiện nó xuất hiện. Nhưng vì chúng ta không có quán thường xuyên quán xét tâm mình thì có thể là vô tình mà tạo nên những cái nhân xấu để mà gặt hái quả xấu. Thì cũng như chị Netta nói thì là có những cái trường hợp mà con cái đối xử với cha mẹ tệ bạc thì thường là nước mắt chảy xuống chứ không bao giờ nước mắt chảy lên. Thường cha mẹ là thương yêu con cái, có trách nhiệm đầy đủ với con cái, và khi con mình đau khổ thì mình cũng rất là đau khổ. Nhưng mà những cái người con thì không thấu hiểu được cái lòng cha mẹ như vậy, mà luôn luôn là bị lôi cuốn bởi những cái lời xúi dục, những lời ngon ngọt của những người mà con chúng ta là yêu mến, hoặc là giống như là người nam đối với người nữ, hoặc là người nữ đối với người nam. Và con cảm nhận rằng cái lời Đức Phật nói rất là đúng, không có sắc nào mà lôi cuốn cái người nam bằng sắc người nữ, cũng như cũng không có gì lôi cuốn nhiều như
người nữ bằng cái sắc người nam, và bởi vì đó là nguyên do và nguyên nhân là khiến cho cái những cái tình trạng xấu, những cái tệ nạn xảy ra. Bởi vì khi mà chúng ta sa đà vào cái ái dục á, thì dễ nếu chúng ta không có sự suy nghĩ, không có sự suy xét thì dễ đi phạm phải sai lầm và làm những cái điều mà phải nói là đối với cha mẹ thì là bất hiếu bất nhân, và đối với những người xung quanh thì tạo ra những cái giao hảo không có thân thiện, gây ác cảm cho mọi người. Và nhiều khi những người đó vì nghe lời vợ, nghe lời chồng mà đâm ra xào xáo trong cái gia đình của mình, không còn biết cha biết mẹ, hoặc là không còn biết anh chị em nữa, mà chỉ có biết cái người hôn phối của mình thôi. Và con cũng đã thấy xảy ra trong gia đình của con, cũng như trong những cái cuộc những gia đình khác ở xung quanh mình. Và khi mà học được Phật pháp thì con cảm nhận là những lời Phật đức, lời dạy của Đức Phật rất là thấu đáo. Cho nên khi mà làm bất cứ việc gì cũng phải có sự đắc ích, chúng ta phải có sự trở vào cái tâm của mình để hiểu xem lúc mà ta đang nói, đang hành động và đang ý nghĩ đó thì với cái tâm nào, chúng ta phải nhìn ra được cái những cái tâm đang xuất hiện trong trí của ta, tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Khi có tâm bất thiện xảy ra thì chúng ta nhìn, thì như quý sư đã dạy, thì khi mà ta nhìn ra nó thì nó ắt có sanh và có diệt. Nhưng khi chúng ta đem cái ngã vào trong đó thì vô tình thì chúng ta sẽ là dính mắc vào cái nghiệp đó và tạo ra cái nghiệp mà trong tương lai không tốt đẹp. Cho vậy cho nên trong cái con đường tu tập để mà tiến đến đạo quả giải thoát của theo cái lời dạy của Đức Từ Phụ Gotama thì chúng ta luôn luôn phải thận trọng, luôn luôn phải quán xét tâm mình và luôn luôn cũng để tâm mình quân bình. Và khi những cái việc bất như ý xảy ra thì chúng ta phải chiêm nghiệm, phải suy tư để tìm ra được cái bài học cho mình. Nếu mà chúng ta có suy tư á, thì khi mà cái trường hợp đã đến lần nữa thì tự nhiên giống như là một cái phản xạ tự nhiên thì cái mức độ mà sân của mình nó sẽ giảm bớt và nó sẽ được có càng ngày càng tiến triển hơn, càng ngày càng hạ cái mình xuống. Và mình khi mà gặp những cái trường hợp vậy thì mình có những cái sự suy nghĩ sáng suốt để mà hành động nó đúng hơn, mà không còn có mang cái sân hận nó vào trong cái công việc làm của mình. Thì con thấy rất là ý nghĩa. Và cũng như là Đức Phật đã dạy là giới định tuệ, thì khi mà thứ nhất là mình phải giữ giới tốt. Khi mà giữ giới tốt thì mình sẽ tránh những cái việc làm bất thiện. Và khi mà giữ giới tốt thì khi mình tu thiền thì mình cũng dễ vào cái dòng thiền hơn. Vì khi mà có trong sáng, khi có giới mà tốt thì mình cũng có thể là được những cái pháp vận hành và đưa mình vào chiều hướng tốt và cho ta ra những quả tốt. Còn nếu mà mình không có giữ giới tốt đó, thì vô tình đó thì chúng ta sẽ sa ngã. Và khi mà hành thiền, khi mà tham dự vào những cái học thiền thì chúng ta cũng không đạt được những cái lợi ích như mong muốn. Và như vậy thì con rất là tri ân những lời Đức Phật đã chỉ dạy. Qua đó thì chúng ta biết con đường nào mà tránh, con đường nào mà nên đi để mà theo chân Phật tu tập để tiến đến đạo quả giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, là một cái vòng thép kính, nói chung nó lúc nào nó cũng quay hết. Và cảm thấy là cuộc sống nó vô thường, mà vô thường thì khổ. Qua đó thì con sẽ cố gắng tu tập hơn, cố gắng suy tư, cố gắng tìm hiểu và luôn là nào cũng đem những cái bài học, những cái pháp học mà mình đã được học để áp dụng với đời sống thực tế, để cho chúng ta được coi như là
tâm luôn luôn bình trong tất cả các mọi diễn biến, dù có việc đó là tốt chúng ta cũng không quá mừng, hoặc là những việc xấu chúng ta cũng không quá đau buồn. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, mời đi tiếp tiếp ạ. Con tri ân sư ạ. Sa thủ sĩ Hồng Mai. Về ý nghĩa cuộc sống ha, về chính bản thân của mình, để thấy rằng những câu Phật ngôn này rất là thiết thực, và nếu mà chúng ta áp dụng sẽ đem lại một cái kết quả rất là to lớn trong sự tu tập của chúng ta. Sa thủ sĩ Hồng Mai. Cung thỉnh Thượng Tọa Quán Không, Thượng Tọa Quán Hỷ đúc kết. Thượng Tọa Quán Hỷ đúc kết câu Phật ngôn 140. Alo, Thượng Tọa Quán Không có chiếc máy không ạ? Chúng ta còn 17 phút nữa. Còn 7 phút nữa nha. Rồi, xí kem hả? Rồi, Thượng Tọa đưa tay chậm quá rồi. Mời xí kem. Nếu Thượng Tọa giơ tay thì con đi xuống à, không sao đâu, con đi xuống, mời Thượng Tọa Quán Không lên à. Hello, hello.